cần gì phải bỏ ra 200-300 triệu để mua một chiếc ô tô chỉ để che nắng và che mưa, thì đây là mình toàn xe điện nhá. Con này có mấy chục củ thôi. Và đây là con ba bánh chạy xăng này, có rất nhiều tính năng này, có số tiến số lùi này. Đi 100 cây có mất 2 lít thôi. Động cơ 250cc của két nước này. Bình thì nó đổ được 20 lít nhá, rất xịn luôn, có số tiến số lùi, cực khỏe luôn nhá. Để cho anh em xem này. Đấy, cực khỏe luôn này. Đây là con này chốt bác khách ở dưới Việt Trì Phú Thọ này. Ba bánh chạy xăng rất xịn nhá. Và thêm nữa con này giá như một con xe đạp điện luôn. Ba bánh đa năng, leo dốc 450 độ nhá, một lần sạc đi 100 cây nhá. Cũng là con này về cho Hà Nội này. Con này về Thái Bình này. Con này về Quảng Nam nhá. Và đây là thêm nữa con này cho về cho mấy em gái ở Nghệ An nhá. Con này là 4 bánh mi bít hàng xịn nhá. Một lần sạc đi hơn 100 cây. Có thể là chở được 7 người lớn hoặc là trẻ con là 10 người nhá. Và thêm nữa chiếc này nữa là chiếc Milibit 4 bánh, 2 hàng ghế, chở được khoảng 4-5 trẻ con nhá, hoặc 4 người lớn nhá. Đi rất là dễ thôi. Thì nó có số, đây, số tiến số lùi này. Anh em ạ, lùi này. Có gạt mưa này, rất tiện lợi trời mưa này. Và thêm nữa là có bạt dù quây kín xung quanh này. Hàng này rất là đẹp luôn nhá. Đấy, anh em cần cái mẫu 4 bánh, 3 bánh chạy điện này. Giá thì như một con xe đạp điện thôi. Thì liên hệ Hoán Mô Tô nhá. Hỗ trợ ship code giao hàng toàn quốc nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều.